thân mến, mình đang đứng ở phố Tam Bạc, một biểu tượng nghệ thuật của thành phố và cũng là một nguồn cảm hứng, một nàng thơ của rất nhiều nghệ sĩ sáng tạo nên những bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp và cũng sáng tác ra những câu văn, những lời hát đi vào lòng người. Và phía bên này, đó chính là dòng sông Tam Bạc các bạn nhé. Ngày trước thì dọc theo con sông Tam Bạc này, đó chính là những khu phố như là phố Quang Trung, Nguyễn Đức Cảnh, Lạch Tray. Nhưng mà với sự biến động của thời gian và sự đô thị hóa, thì đến hiện tại chỉ có phố Tam Bạc là vẫn còn bền bỉ với thời gian các bạn nhé. Và các bạn có thể thấy thì khu phố cổ ở đây, những ngôi nhà theo kiến trúc Pháp mang lại một cảm giác rất là cổ kính. Nhưng mà với sự phát triển thành phố hướng đến một thành phố năng động hơn, trẻ trung hơn thì những ngôi nhà vàng với những lớp tường ố mang đậm dấu ấn của thời gian thì đã được thay thế bởi những ngôi nhà cao hơn và hiện đại hơn như thế này. Và các bạn ơi, ở phía bên này thì là phố đi bộ của các bạn nhé. Buổi tối thì các bạn có thể thấy mọi người đi chơi ở đây rất là vui, rất là nhộn nhịp. Và cũng là một nơi hẹn hò của các cặp đôi rất là tình tứ ở đây. Là một cái địa điểm check in cũng rất là nổi tiếng cho các bạn trẻ các bạn nhé. Và các bạn có thể đứng ở đây chụp ảnh với dòng sông Tam Bạc. Và mình nghĩ là ở đây rất là hợp với các bạn mà muốn có một không gian có thể ngắm cảnh, có thể chìm đắm vào một không gian nhẹ nhàng hơn, chìm đắm một không gian thiên nhiên tuyệt đẹp hơn, thì các bạn có thể về với Hải Phòng, về với dòng sông Tam Bạc, phố Tam Bạc, Hải Phòng các bạn nhé. Về đây các bạn có thể chiêm ngưỡng được một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Mình nghĩ là khi nào các bạn buồn thì các bạn cũng có thể ra đây để chill một chút, có thể nhìn ngắm dòng sông lặng lờ trôi, ngắm cảnh, ngắm dòng người tấp nập, và các bạn có thể nhìn thấy một cái khoảng lặng nào đấy trong tâm hồn của mình. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xung quanh khu phố Tam Bạc để thưởng thức những món ăn ngon các bạn nhé. Đi xem nào. Các bạn ơi, dọc bên này đó chính là rất nhiều các hàng quán bán nhiều đồ khác nhau. Mình đã định ăn món bún cá cay Hải Phòng nhưng mà con ấy đóng cửa rồi nên là mình không ăn được các bạn ạ. Và bây giờ thì mình vẫn đang tiếp tục chuyến hành trình của mình đi tìm kiếm những món ăn ngon của Hải Phòng quanh khu vực phố Tam Bạc. Ở đây thì có một dàn ngôi sao rất là xinh. Có thể chụp một vài tấm ảnh ở đây. Sao. Và ở đây thì mình thấy là đi vào thời tiết buổi chiều ấy là hợp lý nhất. Các bạn có thể đi quanh khu vực sông Tam Bạc để có thể ngắm cảnh, để có thể hóng gió, một không khí rất là trong lành và mát mẻ. Các bạn có thể chạy tập thể dục cũng rất là lý tưởng. Còn mình thì mình thấy là ở bên này thì rất là nhiều hàng quán khác nhau nhưng mà mình vẫn chưa tìm thấy một quán nào, quán ăn hợp lý để có thể đi vào ăn. Mình sẽ đi tiếp tục các bạn ạ. Các bạn ơi, mình đã thấy biển của phố Trạng Trình ở đây rồi và mình chắc là mình sẽ vào thử xem có món gì ăn không các bạn ạ. Đi vào. Trong này là một khu chợ các bạn ạ, có rất nhiều các hàng quán, có hoa quả này, có trái cây, có rau củ quả. Các bạn có thể vào đây để đi chợ. Và đây là những gian hàng bán hoa quả các bạn nhé, với rất nhiều các loại hoa quả khác nhau, có mận, có xoài, có dưa, có các loại hạt như là loại lạc, các loại hoa quả như bơ. Mình thấy ở dưới kia thì cũng rất là đông nên mình sẽ xuống khám phá xem có gì không các bạn nhé. Và mình thấy khu vực dưới này là khu vực bán đồ khô các bạn ạ. Có rất nhiều các loại đồ khô, các loại hạt. Và các bạn có thể mua về làm quà cho gia đình, làm quà cho người thân. Có rất nhiều các loại hạt, nhiều món đồ khô các bạn nhé. Mình sẽ vào xem thử ở đây một quán bán rất là nhiều đồ khô các bạn ạ. Đây là thịt trâu góc bếp phải không cô? Phải không bác? À, thịt bò góc bếp. Còn đây là linh ký ạ? Linh ký là hạt dưa. Ở đây là hạt điều. Hạt rẻ. Vâng. Bên này là các loại phô mai phải không ạ? Các loại ô mai xí muội. Ô mai xí muội các bạn nhé. Đây là giống hạt các bạn cho lên kem này. Seri. Còn đây là các loại thạch dừa các bạn nhé. Chắc là
À phía bên này là hạt gì đấy ạ? Chân trâu. Chân trâu. Còn bên này là mứt sen các bạn nhé. Đây là chân trâu nước. Còn phía trong kia là các loại nước các bạn ạ. Đây. Mà mình nghĩ là mình sẽ mua một túi thạch thôi các bạn ơi, mình rất là thích ăn thạch. Mùa hè này mà ăn thạch là một cái điều tuyệt vời các bạn nhé. Tôi thạch bán thế nào cô nhỉ? 25.000 một túi này. Còn đây là có thạch nha đam. Nha đam và thạch dừa. Không biết là cameraman thích ăn loại nào ạ? Cameraman ơi thích ăn loại nào nào? Thạch dừa hay là thạch nha đam? Thạch dừa. Mình cũng thích ăn thạch dừa các bạn ạ. Không biết là có loại lạnh không ạ? Có lạnh không ạ? Dạ vâng. Thì mình sẽ mua một túi thạch dừa các bạn nhé. Đóng gói cho cháu ấy. Và bên này các bạn có thể thấy các loại nước như là sấu. Sấu ba tử, sấu cay, sấu giòn. Sấu giòn. Đây là loại gì đấy ạ? Đấy là gừng đỏ. Gừng đỏ, wow. À, như bánh nướng. Các bạn ơi, hóa ra là gừng vẫn có thể là ngâm làm gừng đỏ để làm nhân bánh nướng các bạn nhé. Các bạn ơi, mình đã mua cho mình một túi thạch dừa rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá xem chợ còn có gì không nhé mọi nhé. Và mình thấy là xung quanh đây thì vẫn là những hàng quán bán các đồ khô, các loại hạt thôi, các loại nước nữa. Và mình thấy thì khung cảnh rất là tấp nập, rất là nhộn nhịp. Mọi người thì cùng nhau đi chợ. Các bạn ơi, mình đã tìm thấy một quán nước, một loại nước mình rất là yêu thích, đó chính là nước bí đao các bạn ạ. Nước bí đao uống rất là mát. Và mình còn thấy rất nhiều các loại nước sinh tố khác nhau và mình sẽ uống một cốc nước bí đao các bạn ạ, mình cũng khá là khát rồi. Các bạn ơi, nước bí đao các bạn ạ. Ở đây thì có rất là nhiều các loại nước khác nhau. Cô cho cháu một cốc nước bí đao ạ. Bí đao có chai không? Chai thôi ạ. Nước bí đao màu đen ạ? À? Hay là chai màu đen ạ? À? Nước bí đao màu đen ạ. À? Wow. Các bạn ơi, nước bí đao màu đen các bạn nhá. Không biết là cameraman muốn uống gì ạ? À? Nước bí đao ạ. À? Cô ơi, cháu hai chai nhá. Mình thấy là cũng khá là thắc mắc, không biết là tại sao nước bí đao lại màu đen, không biết bao tiền một chai ạ? À? 15.000 một chai. Các bạn ơi, mình đã mua được cả hai chai nước bí đao màu đen khá là đặc biệt thế này rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cùng với camera của mình ra sông Tam Bạc để thưởng thức các bạn nhé. Đi thôi. Các bạn ơi, bây giờ mình đã biết lý do tại sao nước bí đao lại màu đen rồi các bạn ạ. Bởi vì trong này thì có thạch đen và có hạt chia và khiến cho chai nước bí đao này màu đen các bạn ạ. Và mình cảm thấy hương vị thì cũng rất là giống nước bí đao bình thường thôi. Tuy nhiên thì sau một cái chuyến hành trình rất là dài của mình đi quanh phố Tam Bạc thì mình thấy đây là một chai nước bí đao rất là ngon, bởi vì nó khiến mình cảm thấy thoải mái hơn, dễ chịu hơn và giúp mình giải khát các bạn ạ. Và nói chung quy lại thì mình thấy là phố Tam Bạc là một nơi các bạn nên đến đây. Và đẹp nhất đối với mình thì đó chính là dòng sông Tam Bạc. Các bạn có thể ra đây để hóng gió, nhìn trời, nhìn mây, nhìn dòng nước cuốn trôi thì cảm giác rất là thoải mái. Các bạn có thể ra đây để hít thở không khí sau một ngày dài làm việc rất là vất vả của mình. Và mình thấy các bạn nên đến phố Tam Bạc để đi chơi, đi hóng gió và nhất định các bạn phải xuống dòng sông Tam Bạc này để có những bức ảnh check-in chúng nào thật là tuyệt vời. Và nên mua một chai nước bí đao cũng như mình để ra đây hóng gió, để uống nước chiêu chiêu buổi chiều thì khá là thú vị. Và clip của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo của Thích Xe Dịch. Bye bye.